Sếp lên nữa hả sếp? Giờ căng lắm sếp ơi. Vợ sếp á, sáng nay mới lên kêu em đưa 160 triệu nữa đó. Cái gì vậy? Mới giờ tuần trước rút có 80 triệu. Tôi còn chưa nói, bây giờ lại thêm 160 triệu. Thì bây giờ vợ sếp mà lên kêu em ký giấy nói là đưa cho chị có việc gấp. Bây giờ em sao dám quyết định được? Bây giờ vợ là vợ của sếp, là coi như cũng vợ của mình. À không phải, vợ của sếp cũng như là sếp của em đó. Cho nên là kêu em làm là em phải làm thôi. Rồi bây giờ tình hình là công ty đang thiếu rất là nhiều tiền để có thể đưa cho người ta để lấy vật liệu về để làm đó sếp. Mấy cái này là cậu phải coi như là linh động, cậu điện thoại cho tôi liền. Lần trước cậu nói là cậu có điện cho tôi, cậu bảo là khóa máy. Còn bây giờ hôm nay tại sao không chịu gọi cho tôi mà chi ra 160 triệu như vậy? Ngân quỹ của công ty của mình đang càng ngày càng thâm hụt rồi. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ biết sao giờ sếp. Bây giờ lần sau em rút kinh nghiệm nữa chứ, lần sau em sẽ gọi sếp chứ, bây giờ là coi như là em thua rồi đó. Đi ra đi. Ông xã ơi. Ông xã, hôm nay ông xã làm gì có mệt không? Em ghé thăm ông xã nè. Ông xã. Em mới về đó hả? Dạ. Sáng giờ em lấy 160 triệu mua sắm cái gì vậy? Em đi mua sắm. Em mua sắm cái gì vậy? Nè, chồng thấy không? Chiếc nhẫn nè, hai chiếc nhẫn nè, cái vòng đeo tay nè, với lại sợi dây chuyền. À, còn có bông tai nữa. Chồng thấy có đẹp không? Em có biết là tháng này em xài bao nhiêu tiền không vợ? 160 triệu, tuần trước 80 triệu, đầu tháng em lấy thêm 300 triệu. Chạy ra tiền ở đâu mà anh chu cấp nổi cho em đi? Em xài tiền mà anh ngợp luôn. Chồng nói vậy là oan cho em rồi. Chồng coi đó. Oan cái chỗ nào? Sáng nay em lấy 160 triệu, em đi mua sắm cái những cái thứ này mà em còn gọi là oan ở đâu? Ở đâu em có được những cái thứ này? Đâu có đâu. Em lấy tất cả số tiền đó, em mua món quà cho chồng đi nè. Em mua cái gì cho chồng 160 triệu? Chiếc quần hiệu này có giá 160 triệu. Còn những cái món này á, là do em mua cái quần, em được người ta khuyến mãi, người ta tặng em thôi. Chứ không phải là em mua cái này cho em 160 triệu, mà là em mua cái này cho chồng đó. Chồng coi nè, chất liệu vải nè, là ở bên Tây Tạng đó chồng. Một con tầm nó nhả ra một sợi tơ. Một sợi tơ nó rất là mỏng, mỏng còn hơn cọng tóc của chồng nữa. Mà chồng coi đó, người ta phải tích cóp mấy trăm năm, người ta mới có thể người ta đan thành một cái quần như vậy. Và cái quần như vậy, chồng thấy không? Những cái đường nè, những cái đường xẻ sọc này rất là đơn giản. Nhưng mà chồng thấy không? Để lên người chồng nó tạo thành một cái tuyệt tác. Chồng có biết nhà thiết kế nào không? Thiết kế nào? Picasso. Picasso. Một cái duy nhất trên thế giới thôi, chồng có tìm cái thứ hai cũng không có. Em muốn chồng là một người sếp, vừa là một người lãnh đạo giỏi, vừa là một người chồng yêu thương của em, mà vừa là một stylist, fashionista. Cái quần này là một cái quần duy nhất trên thế giới. Chồng nghĩ coi, chồng mặc không có ai có. Tất cả những người giám đốc khác đều không có. Chồng có thấy điều đó là kinh khủng không? 160 triệu để mua cái quần này tặng cho chồng đó hả? Độc nhất vô nhị luôn. Có 102. Có 102 trên thế giới. Còn những cái thứ này của em là hàng tặng, hàng khuyến mãi. Mua cái quần sanh ra được mấy cái này? Đúng rồi, chị em đâu phải là mua cho em đâu. Em mua cho chồng nữa. Ôi. Chồng không? Vậy mà anh hiểu sai. Đó. Anh cứ tưởng là em lấy 160 triệu đó, để mua sắm cái này chứ hả? Sai. Vậy rồi là em đi mua cái quần làm quà cho anh. Chết anh giờ sáng giờ anh trách lầm em. Anh có nhớ hôm nay ngày gì không? Ngày gì nè? Ngày kỷ niệm ngày cưới của tụi mình đó. Oh my god. Em biết chồng nhiều việc, chồng không nhớ đâu có sao. Đây nè, món quà này em tặng cho chồng. Tình ôi trời cảm ơi của em đó. Chắc chết, có 160 triệu được có cái quần có 102 đó. Ủa vậy vợ ơi, vậy là vợ rút ra 160 triệu, vợ đâu có xài cho vợ đâu mà cho chồng mà. Có, em không có xài gì cho bản thân của em hết. Bà xã nói, anh nói nghe nè. Dạ. Vậy anh sẽ đền bù lại cho bà xã. Anh sẽ cho anh. Thôi. Thôi, thôi em thương chồng, em dành cho chồng hết. Em không mua sắm gì cho em hết trơn á. Người em đơn giản lắm, không có cần đeo gì nhiều hết trơn á chồng. Không, cái này anh phải tự giác tặng lại cho vợ. Anh sẽ cho vợ thêm 140 triệu. Có nghĩa là tuần này mình xài 300 triệu. Được chưa? Ha. 140 triệu là em không mua cho em đâu, em sẽ mua cho chồng cái gì đó nữa. Ôi lại mua cho anh nữa. Ừ. Trời em thiệt, em không nghĩ gì tới bản thân
của em luôn á. Chị nghĩ tới chồng thôi. Nghe chồng nha. Chồng bây giờ chồng cứ cất cái quần này cho cẩn thận nha. Tối nay tụi mình đi ăn tiệc ở một nhà hàng sang trọng để em rồi mặc. Xong rồi cái chồng mặc cái quần này với em nha. Bây giờ em đi đặt nhà hàng nha. Tối nay anh sẽ đi mặc nhà hàng. Anh mặc cái quần này mọi người sẽ lóe mất. Chồng còn chăm mất quần chị trên đài chuyển em. Rồi bây giờ vợ về đây, chiều này anh đem về cho vợ nha. Vợ nè, cái túi em để đây luôn nha. Anh biết rồi. Ba chồng xung chồng nè. Ba chồng yêu. Trời ơi, anh không nghĩ là vợ thương anh đến mức độ vậy á. Huy à. Huy. Dạ. Dạ thưa Biểu. Sếp gọi em hả? À, cậu chuẩn bị chi cho tôi thêm 140 triệu. Cái gì sếp? Trời, ngân sách đang hao hụt mà bây giờ phải chi thêm 140 triệu chi sếp? Tôi làm sếp khi tôi chi là có lý do. Cậu phải chi ngay 140 triệu và cậu đem qua nhà tôi đưa cho vợ tôi. Và nói với vợ tôi là cứ thoải mái mua sắm. Đưa cho vợ sếp nữa? Ừ. Mới 160 triệu, bà xài gì ghê vậy sếp? Cậu hiểu sai, 160 triệu đó không phải là vợ tôi xài cho vợ, mà là xài cho tôi. Làm sao sếp nói gì em không hiểu, mơ hồ quá sếp. Khi tôi đưa ra món quà này cậu sẽ bất ngờ. Cậu không tin rằng món quà này chỉ có 102 trên thế giới này. 102? Cái gì mà ghê dữ vậy trời. Và được một nhà thiết kế đại tài là Picasso. Picasso là... đã thiết kế ra cái món quà này và cậu sẽ bất ngờ. 160 triệu. Picasso là nhà vẽ tranh mà ta. Đây. Cái quần có 102. Cậu tìm trên cả thế giới không bao giờ có cái thứ hai nhé. Trời 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 trời. Từ nhỏ tới lớn luôn em mới thấy cái quần có 102 mà nó giống y chang mấy cái quần ngoài đường vậy ta. Cậu nói vậy cậu đó xúc phạm đến cái quần của tôi rồi. À vậy chắc là cái này là cái quần xịn. Trời, sếp của em làm sao mà mặc được quần dởm đúng không? Đúng. Ui cho em đụng cái được không sếp? Ồ. Đừng đụng vào 160 triệu của tôi. Nó không đáng giá trị về mặt coi như là vật giá, nhưng mà nó giá trị về coi như là cái tình cảm của vợ tôi dành cho tôi. Em thấy là không có tới cái giá trị 160 triệu đâu. Cái quần này không thể nào, cái quần này không thể nào mà có cái giá đó. Cái này này bị hớ chắc luôn rồi sếp. Không lẽ là như vợ tôi lại gạt tôi sao? Cậu không hiểu tí gì về thời trang rồi. Cậu kêu cái người mà giỏi về thời trang vào đây nói chuyện với tôi, đó là cậu quá. Nhanh đi. Bà ơi, vô đây sếp kêu kìa. Vô đây, sếp đang vui lắm. Mà có cái chuyện này khuất mắt lắm. Dạ, sếp. Em chào sếp ạ. Cậu qua kia. À, cậu nghe tôi nói nè. Tôi rất thích về cái phong cách ăn mặc đồ của cậu tại công ty. Dạ. Cho nên cậu là một người am hiểu về thời trang. À, tôi muốn mời cậu vào đây để bàn về một vấn đề. Đó là về cái quần. Dạ. Nói về thời trang thì em cũng có một cái số về nghiên cứu về thời trang. Vâng, nhìn nhưng mà cách mặc đồ của cậu tôi tin mà. Em không biết là sếp đang nói về cái quần dài hay đó là cái quần... Cái quần lửng đó. Cậu cậu đoán cái quần này cậu cảm nhận về nó như thế nào về mặt thời trang? Cái quần này thì sếp có thể cho em được cầm nó trên tay được không? Nếu như cậu là một người am hiểu về thời trang. Thời trang là mình phải có những cái động tác nữa sếp. Cậu có biết cái giá trị của cái quần này bao nhiêu tiền không? Giá trị của cái quần này là bao nhiêu vậy sếp? 160 triệu. Cậu giỡn à? 160 triệu? Chính xác. Cái quần lửng này 160 triệu. Chỉ có cậu mới hiểu được cái giá trị của cái quần này thôi. Em nghĩ là chị nhà đã hố rồi đó sếp ạ. Thấy chưa, thấy chưa? Không có cái nghiên cứu nào mà chỉ ra được cái quần lửng trị giá 160 triệu hết. Ngay cả cậu cũng không tin rằng cái quần này là trị giá 160 triệu. Em không tin sếp ơi, không thể nào có cái giá đó được hết. Các cậu hiển năng về thời trang. Thôi các cậu đi về vị trí làm việc đi. Chỉ có tôi và vợ tôi mới hiểu được giá trị của cái món quà này như thế nào. Ông này cũng dài gái quá. Cái quần như vậy mình sao chăm sóc tin được không? Không có cái nghiên cứu nào mà có. Không tin luôn đó. Không tin là tôi đang hưởng thụ một vật giá trị có 102. Bing bong. Vô đi, ai vậy? Dạ em, tổng công ty móc trống. À, móc trống hả?
Vô đi. Dạ. À như thế à, cái công ty của tôi là nó cống đang hư. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Công ty của tôi nó đang hư cống thành ra tôi công ty của tôi là cống đang hư thành ra tôi đang dạ đúng rồi nha nha em. Không tin luôn á. sao anh? Quần cậu mua nhiêu à? Trời ơi, cái quần em hả? 30 ngàn. Giỡn rồi. Đã 30 ngàn anh, thiệt anh. Quần cậu mang 160 triệu chứ. Trời ơi, anh hài hước quá, anh khùng quá anh ơi. Em móc cống nè, tiền không có nữa đâu mà ra mua cái quần 160 triệu.